Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Sau ứng dụng gọi xe bằng ô tô, bằng xe máy và bằng taxi, Grab đã mở thêm ứng dụng giao hàng và mới đây nhất là dịch vụ giao đồ ăn. Tham vọng của Grab là trở thành một ứng dụng người người, nhà nhà đều dùng cho mọi mục đích khác nhau. Dịch vụ giao thực phẩm là hướng đi mới nhất của Grab sau các dịch vụ như xe ôm, xe hơi, taxi và giao hàng. Có lẽ Grab đang muốn xây dựng một hệ thống sinh thái, dịch vụ toàn diện bao gồm thanh toán, phân phối thực phẩm và vận chuyển dựa trên nền tảng di động. Xây dựng một hệ sinh thái toàn diện giúp các hãng như Grab hay Didi Chuxing có được lượng người dùng và dữ liệu vô cùng quý giá. Chúng có thể được dùng cho mục đích quảng cáo hoặc nắm bắt nhu cầu của hành khách nhằm phục vụ tốt hơn. Năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nỗ lực khởi công các dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, trong đó 3 dự án đầu tư công dự kiến khởi công giữa năm 2019. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn là dự án đầu tiên của đại công trình cao tốc Bắc Nam phía Đông đã tiến hành giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng. Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam thứ hai sử dụng nguồn vốn đầu tư công là cao tốc Cam Lộ La Sơn có tổng chiều dài 98,35 km qua hai tỉnh Quảng Trị 37,3 km và Thừa Thiên Huế 61,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, hiện dự án đã lựa chọn xong tư vấn thiết kế kỹ thuật. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào quý 2 năm 2019. Dự án thành phần thứ 3 là đại dự án cao tốc Bắc Nam sử dụng nguồn vốn đầu tư là cầu Mỹ Thuận 2. Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện tình trạng xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc gây nguy hiểm cho nhiều người, đặc biệt là những người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông trên cao tốc. Ngoài ý thức của lái xe thì nguyên nhân chính được đưa ra là do hệ thống biển báo trên cao tốc chưa hoàn thiện. Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian tới, đơn vị này sẽ xem xét cho tháo dỡ và thay đổi toàn bộ biển báo bất hợp lý trên cao tốc như biển báo về điểm giao cắt, nút giao. Ngoài ra, các biển báo không cần thiết cũng sẽ bị tháo bỏ để khắc phục tình trạng quá nhiều biển báo gây nhiễu loạn cho tài xế. Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông những ngày sau Tết, đó là yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trước diễn biến phức tạp của trật tự giao thông những ngày nghỉ lễ cuối cùng. Việc tuần tra sẽ tập trung vào các trường hợp tài xế sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông, đi quá tốc độ, lấn làn, xe khách nhồi nhét khách. Những ngày trước Tết và trong Tết Nguyên đán, đường dây nóng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã ghi nhận rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh về tình hình ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không. Trên một số tuyến quốc lộ, tăng giá vé bất hợp lý và nhồi nhét khách. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh. Chương trình xây dựng cầu dân sinh cho đồng bào vùng sâu vùng xa đến nay đã đi được 2/3 chặng đường. Có thể nói nơi đâu cũng có những nhịp cầu được dựng xây thì nơi đó có nỗi lo của bà con được giải tỏa. Mùa xuân này rất nhiều địa phương trên cả nước được đón xuân ở trong niềm vui, hân hoan, tiếng cười bởi nỗi lo mất an toàn khi mưa lũ đến đã không còn nữa. Mỗi cây cầu dân sinh được hoàn thiện là một món quà ý nghĩa dịp đầu xuân, góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trước đây khi chưa có cầu treo này, việc đi lại của người dân xã Lưu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Trên địa bàn xã đã hình thành các cầu nhỏ nhưng có nhiều rủi ro. Nhiều học sinh đi học qua sông đã bị lũ cuốn trôi, gây tan thương cho các hộ gia đình nơi đây. Nay khi cầu được xây dựng và đưa vào sử dụng thì nỗi lo đuối nước đã không còn. Đến nay, cây cầu đồng chè đã hoàn thành. Từ nay, cảnh người dân lo sợ mỗi lần qua cầu tạm hay các em nhỏ qua suối mùa mưa lũ không còn là cơn ác mộng. Câu chuyện mà bà Phùng Thị Lân kể bây giờ chỉ còn là chuyện cũ. Mấy năm trước ấy thì chúng tôi ở đây này, dân bản dân xóm đây đi là toàn bằng cầu tre thôi. Vâng, cầu tre đi bằng tay bo này này, dưới là tre, trên này là tay bo đi. Sau khi thì xóm xin được cái thanh sắt ấy, cái thanh sắt đấy thì đưa về thì cả xóm
xã cho cái san sát đấy thì làm. Cùng nằm trên địa bàn huyện Cẩm Khê, cây cầu thôn Tiên Phong, xã Yên Tập là cây cầu đầu tiên được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán của tỉnh Phú Thọ. Cầu có chiều dài 64,12 m, rộng 3 m. Trước đây khi chưa có cây cầu và mùa mưa lũ, thôn Tiên Phong gần như bị cô lập hoàn toàn bởi con ngòi me này. Người dân trong xóm Tiên Phong vẫn còn nhớ cảnh lũ cuốn trôi người dân vào trận lũ lịch sử năm 2015. Có cây cầu mới, người dân phấn khởi bởi từ nay đã có cầu mới để đi, không còn cảnh khó khăn khi qua sông, qua suối nữa. Cây cầu kịp hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ cho bà con đi lại trong dịp Tết. Niềm vui hiện rõ trên nét mặt một nắng hai sương của người nông dân bởi ước mơ bao đời đã thành sự thật. Tại cái vị trí xóm Tiên Phong này là bị cô lập, không đi lại được. Và trong năm 2015, trận lũ năm 2015 thì đã xảy ra là lũ cuốn trôi người trên cái vị trí cầu Tiên Phong này. Và sau đó thì huyện đã phải cấm không cho nhân dân đi lại, cho nên là cái việc đi lại của nhân dân rất là khó khăn. Từ khi xây dựng xong cái cầu này thì nhân dân đi lại thuận lợi. Tiếp nối thành công từ dự án 186 cây cầu dân sinh, đến nay ban quản lý dự án cầu dân sinh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục được giao quản lý xây dựng cầu dân sinh, vấn đề phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan trong bảo đảm chất lượng công trình luôn được chú trọng. Trước đây thì tại những cái vị trí này là cầu tạm bằng tre, nhân dân phải đi lại rất là khó khăn. Thế và khi xây dựng xong hai cái cây cầu này thì nhân dân có cái cầu để đi lại, để giao thương kết nối giữa các cái giữa địa phương với các vùng miền khác. Những cây cầu dân sinh được xây dựng là ước mơ ngàn đời của những người dân vùng sâu, vùng xa. Những cây cầu treo mới phục vụ người dân đã đến với người dân để giúp họ xóa bỏ nỗi lo mỗi khi mưa lũ về. 50 tỉnh được thụ hưởng từ dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Dự án hoàn thành sẽ góp phần không nhỏ xóa những cây cầu dân sinh tạm bợ, hư hỏng và mất an toàn, mang đến cho người dân một mùa xuân trọn vẹn. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt năm 2019. Đơn vị này đặt mục tiêu năm 2019 tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an toàn giao thông đường sắt, phấn đấu giảm ít nhất là 5% trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm lập lại kỷ cương, kỷ luật về an toàn giao thông đường sắt. Cùng đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ưu tiên đầu tư, sử dụng các nguồn lực hợp lý, hiệu quả để phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tổ chức ký cam kết giữa người lao động với thủ trưởng đơn vị, giữa thủ trưởng đơn vị với cấp dưới và thủ trưởng cấp trên về đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Năm 2018, tai nạn giao thông đường sắt giảm cả 3 tiêu chí, trong đó xảy ra 267 vụ, giảm 79 vụ so với cùng kỳ, làm chết 124 người, giảm 24 người, làm bị thương 184 người, giảm 43 người. Năm 2018, thủ đô Hà Nội gặt hái được nhiều thành quả và có thể nói thành công hơn mong đợi bởi hàng loạt các công trình giao thông hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Mặc dù là còn nhiều tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, song không thể phủ nhận được diện mạo đô thị thủ đô cùng việc kết nối giao thông đã trở nên thuận lợi hơn, kỳ vọng khai thông những điểm ùn tắc nghiêm trọng theo đúng kế hoạch và tầm nhìn 2020.
xe tuyến đường Hòa Lạc thành phố Hòa Bình có thể nói là đã mở toang cánh cửa phía tây của thủ đô Hà Nội lên đến Hòa Bình và những cửa ngõ của vùng Tây Bắc. Và với việc thông xe tuyến đường này thì có thể nói là sẽ phát triển kinh tế xã hội cũng như thu hút đầu tư của mình rất lớn. Dọc tuyến đường này lên Hòa Bình, đến thành phố Hòa Bình sẽ là những cái dự án của nhà đầu tư sẽ thu hút vào Hòa Bình. Trong thời gian tới thì cái việc phát triển kinh tế Hòa Bình chúng tôi chắc chắn sẽ khởi sắc và sẽ có nhiều những cái kết quả hiệu quả hơn. Và để thủ đô Hà Nội của chúng ta trở thành một cái trung tâm lớn như thế, chắc chắn là chúng ta cần rất nhiều các cái con đường để kết nối với thủ đô Hà Nội, tạo điều kiện để phát triển thủ đô Hà Nội. Và hôm nay, một cái ngày hết sức ý nghĩa, kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng thủ đô, và cũng là một cái ngày mà chúng ta khánh thành hai cái công trình quan trọng kết nối với thủ đô, đó là đường Hòa Lạc Hòa Bình và cầu Văn Lang nối tỉnh Phú Thọ với thủ đô Hà Nội. Cuối cùng, sau nhiều lần lỡ hẹn, dự án đường sắt cắt Linh Hà Đông Hà Nội chính thức vận hành thử liên động toàn hệ thống. Với tốc độ nhanh gấp 2 lần xe buýt thông thường, gấp 1,75 lần so với xe buýt nhanh. Sức chứa mỗi đoàn tàu đường sắt trên cao lên tới 1.000 hành khách. Tàu đường sắt trên cao đang được kỳ vọng sẽ thu hút người dân sử dụng, hạn chế việc dùng phương tiện cá nhân và khắc chế được tình trạng tắc đường trên tuyến đường này. Một cái dấu mốc quan trọng, tức là đưa vào chạy thử và sau này tiến vận hành thương mại. Đối với những người mà làm như chúng tôi thì đây là dấu mốc quan trọng. Dù muốn đây nó là một cái phương tiện mới và nó tiếp cận với hiện đại, do đó là sẽ hướng tới là vận tải khối lượng lớn và thoải mái cho những người đi lại hơn. Không thể phủ nhận, bộ mặt giao thông thủ đô trở nên sáng sủa hơn với hàng loạt công trình trọng điểm từ nội đô đến các tuyến vành đai, cửa ngõ và cả những dự án mang tính tiêu biểu như tuyến đường sắt trên cao, tuyến metro tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, được kỳ vọng sẽ giải được bài toán quá tải về hạ tầng giao thông nội đô tầm nhìn đến năm 2030. Dù còn những chậm trễ và cả những khó khăn phía trước, song nhìn những dòng người hân hoan vui đón Tết, di chuyển thuận lợi trong dịp Tết này, khiến những kỳ vọng về một thủ đô văn minh, an toàn giao thông và thuận lợi càng trở nên có căn cứ. Bản tin giao thông an toàn ngày 8 tháng 2 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.